Rồi, bây giờ mình sẽ học về hàm index trong Excel ha. Hướng dẫn sử dụng hàm index và max trong Excel. Đó. Thì cái hàm index và hàm max này là một cái hàm mà nó cực kỳ hay trong Excel, mà nó có thể nó thay thế được cho VLOOKUP và HLOOKUP. Dường như cái hàm VLOOKUP và HLOOKUP thì sau này mình sẽ dần dần mình sẽ ít xài dần. Nếu mà mình xài được cái hàm index này nó tốt thì mình sẽ không cần phải xài tới cái hàm mà VLOOKUP với HLOOKUP nữa. Đó. Ví dụ như giờ mình có cái bảng danh mục trái cây này ha. Ok. Đây, ví dụ là mình có cái danh mục trái cây này. Đó. Ở đây mình sẽ có cái bảng là báo cáo doanh số bán nhật ký bán hàng đi ha. Ký mua bán hàng đi. Ok. Nhật ký bán hàng. Đúng không? Rồi, ở đây ví dụ như cái cột này của em á là nó sẽ có cái cột đầu tiên ha. Là loại. Mega. Này nhãn. Rồi. Nhãn. Này cam. Cam là chuối. À, thì thông thường mình sử dụng VLOOKUP thì mình hay đặt cái công thức là cái cột mà nó chứa cái mã nó phải nằm ở đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Như cái bảng này mình thấy nó hơi ngược ngược là cái cột nó lại nằm ở giữa. Cái cột mà giống cái khóa của mình nó lại nằm ở giữa đúng không? Ừ. Nhật ký bán hàng của mình là ví dụ nhìn ở đây là có sản phẩm đi ha. Sản phẩm. Đó. Ví dụ ở đây là mình có ở đây là sản phẩm, ở đây là loại. Rồi cái cột số lượng này chắc bỏ đi, bỏ cột số lượng này đi ha. Đó, loại mình sẽ có là đơn giá số lượng. À, cái cột này của mình ở đây là mình sẽ chọn đây là hạng mục ha. Hạng mục của em ở đây thì nó sẽ có mua và bán. Nó có mua và bán, loại, số lượng, rồi đơn giá và thành tiền. Ví dụ em đang theo dõi vừa nhật ký mua bán hàng là cứ mua với bán gì đó em gói chung vô cột. Ví dụ vậy đi ha. Số lượng, đơn giá, thành tiền. Em có thể em gói chung vô cột vậy đó, vô chung một bảng. Thì cái bài toán của mình đặt ra là làm thế nào để mà mình có thể mình chọn ở chỗ này. Ví dụ là conditional formatting, chỗ này em chọn luôn cho nó là data. Ví dụ như thế này mình chọn là list, mình gõ vô đây là mua hàng ha, cái này là bán hàng, phải bán hàng. Ok đó. Thì chỗ này là có mua và bán. Nếu mà mua thì nó sẽ tham chiếu bên đơn giá mua, và bán thì nó sẽ tham chiếu bên đơn giá bán ha. Đó. Rồi sản phẩm này của em á, là em cũng chọn ở đây và em chọn trong cái data validation ở đây. Mình sẽ chọn ở trong cái loại trái cây này ha. Mình sẽ chọn ở bên này. Mình chọn bên này. Mình chọn bên này. Ok ha. Chọn bên này. Đó. Ví dụ như giờ mình chọn cái này thì cái cột này làm sao để nó dò ra nó trả gì? Và làm sao nó trả về cái cột số lượng này, có thể đơn giá nó nằm trước chứ ha. Đơn giá nằm trước số lượng. Đó, đơn giá nằm trước số lượng. Rồi bây giờ làm thế nào để nó dò ra cái cột loại sản phẩm? Thì trong bài hôm trước mình nói là mình sẽ tìm cái hàm max. Thì ở đây mình sẽ có một cái khái niệm mình cần ha. Thứ nhất là hàm max. Hàm max ha. Hàm max thì nó sẽ cái cú pháp của nó là gì? Max. Cái giá trị mình cần tìm, đúng không? Cái cột mà chứa giá trị cần tìm và điều kiện trả về thì hôm bữa mình đã học cái này rồi đúng không? Đó. Bây giờ em đặt cái công thức ở ngay cái hàm này luôn ha. Bằng
Cái giá trị em cần tìm là đây đúng không? Và mình nhớ cái vụ cố định cột dòng đúng không? Cái này nó cứ gặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại đúng không? Trong cái bài mà cố định cột dòng em dễ tìm. Rồi, tiếp đến là nó sẽ tìm trong cái này đúng không? Và mình cố định cái vùng cần dò lại. Rồi, nó sẽ tìm trong cái điều kiện của mình. À sorry, mình đặt cái hàm mát đầu tiên nha. Chưa có mát. Rồi, mà nó sẽ tìm về cái điều kiện là nó trả về là chính xác ha. Không, là chính xác. Bây giờ mình enter thêm cái ha. Thì ở đây nó trả về là dòng số 1 đúng không? Đó. Ví dụ như giờ mình chỉnh này là cái nhãn xuồng. Thì nó trả về đây nhãn xuồng là dòng số 4 đúng không? Nhãn xuồng là 4. 1 2 3 4 thấy chưa? 1 2 3 4 trả về là 4. Rồi vậy thì index này là mass ha. Mass nha. Đó. Thì cú pháp của nó là vậy. Đó, cái cú pháp của nó là vậy. Mô tả cú pháp này ra ha. Cú pháp của nó là đang là như vậy. Được chưa? Thì sẽ trả về này. Rồi bây giờ làm thế nào để mà mình biết được là cái giá của nó sẽ trả về là bao nhiêu? Dù này bán hàng đi ha. Cũng là nhãn xuồng luôn. Thì nó phải trả về cho mình là bao nhiêu? À, ví dụ nhãn xuồng. Ok. À, bây giờ mình sẽ làm sao mình biết được là nó là loại nào. Thì bây giờ mình sẽ tìm cho nó là mình trả về cho nó loại ha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái hàm là index. Đó. Index thì bây giờ mình sẽ dò gì đây? Bằng nhỏ index ha. Index. Thì ở đây nó có một số cái mình lưu ý ha. Thứ nhất là cái array. Array là cái mảng. Cái mảng của mình ha. Ví dụ cái mảng của mình cần dò là nguyên cái mảng này đi ha. Đó. Index nó có hai dạng tham chiếu. Một là tham chiếu một cái mảng, hai là tham chiếu cái giá trị đầu tiên ha. Mình sẽ tham chiếu mảng nên mình sẽ sử dụng ba đối số thôi. Còn khi mình refer mình tham chiếu cái giá trị đầu tiên thì mình sẽ sử dụng tới bốn đối số để mình xác định thêm cái khóa, cái vùng cuối của mình là cái vùng dữ liệu của mình nó sẽ tới đâu nè. Thường thì index mình sẽ sử dụng ba đối số là cái vùng này. Đó, mình nhấn F4 cái ha. Đó. Để mình cố định cái vùng này lại. Rồi, cái dòng mình cần trả về. Mình không biết dòng nào hết. Thì mình buộc phải lấy cái dòng này đúng không? Mình dùng hàm map mình dò mình trả về. Rồi thứ hai cái cột mình cần trả về. Lấy giờ chưa zoom. Hôm nay thứ mấy? Ngày thứ hai. Đâu? Đâu? Đây cái cột mình cần trả về là nó tính từ 1, 2, 3, 4 đúng không? Thì mình gọi đây là 1. Ok, mình enter cái. Thì nó sẽ ra đây là nhãn. Thấy chưa? Nó ra đây là nhãn. Thấy chưa? Đó. Nó ra đây là nhãn. Rồi cũng cái công thức này y chang vậy đúng không? Y chang công thức này. Thay vì mình đi tham chiếu đây cái ô trang kia thì bây giờ mình lồng luôn cái hàm match vào luôn. Thay vì mình tham chiếu N3 thì mình lồng cái hàm match đây vào luôn. Match. Thấy chưa? Cái giá trị mình cần dò là giả sử như mình dò ở đây đưa ha, là nhãn xuồng này đúng không? Mình nhấn F4, mình cố định cái cột G này lại. Rồi mình sẽ tìm ở trong cái bảng này đúng không? Bảng sản phẩm. Cái vùng này. Rồi mình sẽ trả về giá trị là 0. Mình đóng lại, đóng cái hàm mát lại. Rồi cái cột của mình enter thêm cái ha. Thì nó vẫn trả về cho mình đúng là nhãn ha. Được chưa? Rồi, tiếp đến mình đặt đây. Đây là cái công thức mà trả về mà không cần tham chiếu bởi cái cột kia ha. Không cần tham chiếu bởi cái cột trung gian. Rồi trường hợp thứ ba, bây giờ mình làm sao để mình trả về nó là giá mua hay là cột giá bán, đúng không? Thì cái chỗ này thay vì mình điền đây số 1 đúng không? Thay vì mình điền số 1 thì mình sẽ copy cái công thức này lại. Copy công thức này lại. Đó, chỗ này mình sẽ đặt cho nó cái điều kiện thôi. Đó. À, chỗ này mình đặt cho nó cái hàm if. If mình lại, bây giờ mình lại tham chiếu qua đây. Nhấn F4 cố định cái này. Mà nó bằng là mua hàng đúng không? Mua hàng. Thì
nó sẽ trả về cho mình là cái gì? Nó sẽ trả về cho mình là cột số mấy đó mình đếm từ trái phải không? 1, 2, 3 là cột số 3 đúng không? Ừ. Ngược lại á là bán hàng thì nó sẽ trả về là cột số 4 đúng không? Đóng đóng cái công thức này lại cái. Ok, thì nó sẽ trả về cho chị ta 5.000 đúng không? Coi nhãn xuồng có đúng là 5.000 không? Mua hàng 5.000 đúng không? Bây giờ mình chuyển nó sang là bán hàng thử sao? Là 6.000 đúng không? Đấy, đúng rồi. Thì ở đây là cái công thức này để mình trả về cho mình là cái cột nào? Đơn giản không? Đó, thì bây giờ mình sẽ trả được về cho mình cái công thức của mình đó là cái cột nào luôn. Đó. Rồi, bây giờ tiếp mình sẽ copy cái công thức này lại. Đó, copy công thức này ha. Mình sẽ dán vô. Đầu tiên mình sẽ copy công thức mình dán vào đây, đúng không? Vẽ ra đường giá bán cho mình. Đó. Ở đây index nó sẽ báo not available bởi vì cái giá trị mình tìm nó không có. Để mình bẫy cái công thức chỗ này, mình sẽ gắn if error. If error. Nếu mà nó lỗi, công thức nó trả về là lỗi thì nó trống. Enter cái. Đó, mình chiêu công thức này xuống. Ok ha. Rồi, bây giờ cái công thức mà cái loại trái cây ở trên này mình copy cái công thức này, mình bỏ vào trong loại trái cây. Đó. Enter cái. Ở chỗ này mình gắn if error luôn cho nó luôn trước ha. Đây là cái hàm bảy lỗi ha. Nếu mà nó bị lỗi thì nó sẽ trả về giá trị gì? Trong Excel chị rất hay xài cái hàm này. Để ý nha. Đó, enter xuống cái. Rồi, thì bây giờ mình nhập số lượng vô. Đó. Thì mình là nhân với đơn giá thì nó sẽ ra thành tiền thôi. Đó. Bằng đó. Số lượng nhân đơn giá bằng thành tiền. Đó. Hay là nhân với nào? Nhân ra thành tiền xong, hết. Đó, đơn giản. Nếu mà cái công thức này mà nó lỗi thì nó cũng sẽ là trả về trống luôn cho mình. Đó. Thì nó trống. Có hai dạng báo lỗi. Dạng báo lỗi thứ nhất là nó sẽ báo lỗi. Có nhiều, rất là nhiều dạng báo lỗi ha. Ví dụ cái và báo value, value này có nghĩa là không có giá trị ha. Còn khi báo not NA có nghĩa là nó không có xác định được cái khóa mình dò. Đó. Là xong. Như vậy là với cái này đúng không? Dạ. Thì mình có thể mình kết hợp để mình dò tìm ở bất kỳ cái điều kiện nào. Khi mà chị kết hợp được cái hàm match và index, chị có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề liên quan tới dò tìm ha. Mà mình không có quan tâm tới về lookup, hlookup nữa. Chỉ cần match và index là nó sẽ dò ở bất kỳ vị trí nào. Đó. Ok ha, mình sẽ thực hành thêm cái phần này. À, chị về làm một cái bài tập mà nó kết hợp giữa cái bài định dạng có điều kiện và hàm index này. Đó, ví dụ mình trẻ một cái bảng tính từ bảng danh mục sản phẩm ha. Rồi tiếp đến là một cái bảng danh mục mua hàng hoặc bán hàng. Sau đó mình sử dụng conditional formatting để mình trẻ khung. Và tiếp đến mình sử dụng hàm index để mà mình dò tìm mình ra cái giá trị mình cần. Ừ. Ok, đó bài tập ha. Để bữa sau mình sẽ kiểm tra lại nha. Rồi. Ok, mình kết thúc bài học hôm nay được không? Rồi. Ok chị.